là Ia. Ia ơi si. Vâng, Ia ơi si. Bên kia ca tha cho Son đấy. Vâng, Hoàng Mai Nhi là người được cầm ca tha, Cam Quýt được cầm cho Son. Trong khi đó U98 được cầm Acidian và chim sẻ được cầm Yamato. Đây rồi, cơ hội để trả đũa đối phương đây rồi. Vâng, xúc một trận này thôi, làm mẫu trận xong thì có thua thì chúng ta cũng đi về trong vui vẻ. Mẫu trận thôi nhờ. Yamato cho cái chim sẻ nhàng. Vâng, màn máy game thủ U98 bắt đầu cầm Acidian. Rồi mẫu một trận đi. Quả hơi dốc một chút xíu, nhưng với ZAC và Yamato thì những cái bãi quả như thế này không bao giờ là vấn đề. Chúng ta sẽ trở lại màn máy game thủ chim sẻ được cầm Yamato và có voi luôn rồi. Một đôi. Gỡ lại nào, liệu có bật được trong chiến đấu thứ 3 khi mà đang bị dẫn trước 0-2 hay không. Bị dẫn trước 0-2 C3, tỷ số về C đã bị dẫn trước 0-2. Rồi rồi, 3 voi. Hay rồi. Vâng, đi do kiểu dị dị này. Ai da, Kene, ôi quả phụ luôn, bịp rồi. Đi đúng một đường cơ bản thôi. Thôi thôi thôi, thêm đôi voi nữa. Vâng, hiêu đầu ngay đây luôn. 5 voi, hiêu đầu, bãi quả phụ dành cho cái thủ chim sẻ đi ăn. Rồi, mẫu một trận thôi. Và đánh một trận để anh em cảm thấy vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Chỉ một trận thôi là các bạn vẫn thấy phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp nó là mãi mãi. Một đường cạo râu cơ bản đến từ chim sẻ nhóm và đủ đồ luôn. Khoáng phát đủ đồ. Thực ra trong kèo đấu này mà đánh 3C thì nó chưa thỏa mãn niềm khát khao của những người hâm mộ. Nhưng mà với những bài đấu mà tịt như thế này thì chúng ta chỉ nên đánh 3C thôi, không nên cố làm gì cả. Quá cố nó sẽ hiện hữu ngay trước mắt. Chính vì thế nên chúng ta sẽ không nên cố quá. Còn nếu như gỡ được trong chiến đấu thứ 3 thì mặc định phải đánh 5C. Con voi thứ 2 được chim sẻ nhắn câu về. Do ở xa nhà nên em quyết định câu về trước. Việc khó làm trước vì em sau quay đầu. Trời ơi, vâng, mày định làm gì? Cắn cậu à? Né ngay. Làm chiếc BS đầu, nhét một dân bên trong, đóng thêm một BE và lùa bầy hiệu đầu về chiếc BS đầu để chim sẻ, hay là lùa về nhà chính thì tùy. Bài đẹp rồi, muốn làm gì làm. Vâng, đôi bạn chỉ là ca tha và cho son thôi. 98 có lên được đời không em? Ăn hết đi, chỉ mà thấy cái gì ăn hết đi ông thần. Rồi, câu con voi thứ 3 về nào. 5 voi, yêu đầu và bãi quả phụ. Bãi quả phụ kia không biết có gần nhà nào bên phía đối phương không. Tí nữa đến khoảng phút thứ 8 có thể ken một chiếc móng nhà bè ở đấy là biết ngay. Có đối thủ nào đang ăn ở đây không. Nếu như lực thừa gỗ thì cũng lên ăn bãi quả luôn cũng được. Mình nghĩ là chim sẻ sẽ vẫn sẽ ăn bãi quả đây thôi. Với một game thủ tham lam như chim sẻ nhắn thì bãi quả này không phải là một cái gì đó quá khó khăn để có thể khai thác. Đã tham rồi thấy là ăn thôi. Vâng, no bụng nhưng mà đói con mắt. Rồi ok, kích đời. 7-15. 24 dân của Yamato. Vẫn còn đôi voi để chờ cầu về. Cứ từ từ. Vâng, no bụng đói con mắt thì nó sẽ ăn hết. Con voi thứ tư được chim sẻ đáng đưa về với nhà chính nhà mình. Thịt nó và cắt dân ra câu con voi thứ năm về. Thôi kè nè rồi, không phải tử nữa. Chỉ có một voi đấy thôi. Ôi ôi, nó tham đến mức nó ăn cả sư tử các bạn. Vâng, sư tử sợ quá chạy. Vâng, ăn ít thôi. Bội thực chết bây giờ. Cái gì? Vâng, đội bạn bài cũng 10 và 15% đấy. Vâng, bài 98 là bài tròn đồ. Rồi, cố đợi chim sẻ đang chém đi. Còn 3 con hiêu không khai thác ở đây. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện cho sẻ rồi. Đây sẽ BL. Và đây sẽ BM luôn. Một trận đấu kích 9. Ôi giời ơi. Cái gì đây, 27 dân à? Hay 2 mấy dân đấy? 22 dân à? Nhìn... Ờ anh nhìn lỗi, anh nhìn lỗi. Vâng, 22 dân mới đến đời còn... Vâng, còn cân chim sẻ đi thắng. Kinh quá nhờ. Vâng, nâng cấp công. Không hề đơn giản đâu đấy, bạn lên đời sớm đấy, 98 cẩn thận vào. Đẩy giò đi luôn, hy vọng sẽ gặp Cam Quýt cho 98 đỡ khổ. Anh em ngày hôm nay bị xúc nhảy ngược hết cả lên rồi.
Do đẩy đi và gặp ai đây? Nâng cấp công giáp đầy đủ ngựa giò và còn nguyên bãi quả sau khi lên đời thì có thể khai thác. Vâng, đủ gỗ tăng L2. Hay là sẽ đợi gỗ đóng P. Gặp đúng cam quýt đây rồi. Vã thẳng 2L với đối phương luôn. Ok. Một cái nữa kín bãi vàng. Đây rồi, làm tạm một bé trước. Mua tạm một cháu ở nhà cũng bị chọc thẳng vào bãi ăn hoa. Vâng, giấu con dân ít máu vào bên trong. Đập con ngựa giò đối phương. Pha vậy nhưng không thành công đến chia sẻ. Đội bạn cũng đang bò nhỏ bãi gỗ 2L bánh xe chứ người cầm Yamato cái tụi chim sẻ đang ăn vàng. Bài cam quýt chỉ đánh được 1L thôi. Còn bài sẻ là bài 2L bánh xe cơ. Rất trâu bổ hút. Chọc con dân ít máu với mày. Không thấy cam quýt quay lại chọc đây nữa. 3-7E cam quýt nhưng không thành công. Ăn thêm được một dân nữa đối phương. Lừa này. À kéo giò về thủ thế thôi té. Tạt luôn không. Và mù tạc sang nhà Hoàng Mai Di. Sư tử giò đấy à, ok. Úi dồi ôi. Tí nữa thì hoảng con giò rồi. Thả ngay đôi ngựa chém vào đây nào. Có con giò Hoàng Mai Nhi sang nhà. Và khả năng cao sẽ phải chạy bãi quả đi thôi. Dân bị ngáo à. Còn để cho nó cắn thêm mấy phát nữa thì sao mà phải phi chết hộ vậy. Còn bãi vàng Hoàng Mai Nhi cũng đã được bò bế rồi. Cam quýt vẫn đang chầy cối truy đuổi theo con giò của chim sẻ. Và nhất định không buông tha, sóc phù cho em. Vâng, lạc đà, xin lỗi, ngựa chém được thả vào đây. Thêm đôi ngựa chém nữa, nhưng Hoàng Mai Nhi có đôi lạc đà đứng thủ. Vâng, Hoàng Mai Nhi cũng 2L và sẽ thủ phù, sẽ là bá đạo đây rồi. Ra ruộng em ơi. Vâng, như vậy là nhốt phù thủy, cho nó chắc. Bãi quả ăn hoàng cũng không bị chơi vào. Bơm cho kiếm thủ U98 2-300 thực gì đấy. Vâng, cho 98 khỏe hẳn luôn, không khỏe, bắt phải khỏe. Chém đốt con sư tử này. Cứ từ từ, kéo dân về nhà ra ruộng thôi. Đợi thì vâng, bò tiếp con phù thứ hai. Đấy, công vào đây chém hộ cái. Bò hai phù rồi. Bố vào không dám vào. Bắn máy game thủ U98 nhận được 50 vàng của chim trẻ để lên tham giáp 4. Đây là U98 tham lai 33/76 kích cái giáp 4. Vâng, đội bạn đánh hai nhà khỏe. Anh thấy đội bạn có thủ phù đâu em, Hoàng Mai Nhi 2L. À có phù à. Vậy sẽ soi tham và biết đối phương có thủ phù rồi. Còn bò 3 đang công phù game thủ. Chim sẻ đáng vâng, màu 6 thì chưa bánh xe. Thôi cho hai con lạc đà, hai con cua chạy thẳng cho nhà chim sẻ đi. Đấy. Hoàng Mai Nhi châu lạc đà đấy nhá. Và tỷ số là 1-2 trong trận đấu thứ 3 dành cho cặp đôi của Game TV. Quân đội bạn tịt hơn mà trận này mà lại còn thắng nữa thì tôi chịu đấy. Và 10% và 15% kinh hồn. 1-2 trong trận đấu thứ 3, chúng ta gỡ được một trận trong trận đấu thứ 3 này rồi. Tổng tỷ số hiện tại đang là bằng 8-3. Nhưng về đối phương, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 4 trong trận đấu thứ 3 thôi.